Quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ, mở đầu bản tin cho biết mức ủng hộ Tổng thống Donald Trump lên cao nhất nhờ kinh tế vững vàng. Theo kết quả của một cuộc thăm dò do báo Washington Post và ABC News cùng thực hiện, nhờ vào nền kinh tế vững vàng của nước Mỹ, mức ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đã lên cao nhất từ trước đến nay trong nhiệm kỳ của ông. Theo Washington Post hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 7, kết quả này cũng cho thấy một trong những yếu tố quan trọng có thể giúp cho Tổng thống Donald Trump đạt chiến thắng trong cuộc tái tranh cử năm 2020, dù rằng hiện nay vẫn có các ứng cử viên phía Dân Chủ có thể đánh bại ông. Kết quả thăm dò cho thấy mức hậu thuẫn cho Tổng thống Trump trong giới hạn ở tuổi đi bầu vào khoảng 44%, tăng thêm 5% so với mức 39% có trong tháng 4. Tình hình kinh tế là lĩnh vực duy nhất trong cuộc thăm dò mà Tổng thống Trump rõ ràng có lợi thế. Khoảng 51% cử tri nói họ ủng hộ cách ông điều hành nền kinh tế, trong khi 42% nói không đồng ý. Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng đội tuyển túc cầu nữ, nhưng không nhắc lại lời mời các cầu thủ tới thăm Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, thì thủ quân Megan Rapinoe đã thẳng thừng bác bỏ lời mời đến Tòa Bạch Ốc. Tìm về, Megan không chỉ là trụ cột của đội tuyển Hoa Kỳ trên sân cỏ, vị cử nhân xã hội học và chính trị này còn là người kiên cường bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng thiểu số, người da đen, người đồng tính, đấu tranh cho bình đẳng nam nữ. Đáp lại câu huấn thị của Tổng thống Trump, Megan Rapinoe khẳng định không thay đổi quan điểm, đồng thời cổ vũ đồng đội không hưởng ứng lời mời. Bởi theo cô, chính quyền hiện nay hoàn toàn không xứng đáng. Nữ tiền vệ thủ quân Rapinoe từng lâu nay nổi tiếng và hành động không hát quốc ca trong lễ chào cờ trước giờ khai trận để phản đối tình trạng các bạo lực kỳ thị nhắm vào người da đen. Rapinoe là nữ cầu thủ Hoa Kỳ đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi không hát quốc ca của vận động viên da màu Colin Kaepernick, công khai bác bỏ lời mời của Tổng thống Trump. Tổng thống Donald Trump cảnh cáo Iran phải thận trọng hơn. Hôm ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời cảnh cáo nói trên chỉ vài giờ sau khi Tehran tuyên bố sẽ sớm gia tăng việc làm dầu uranium lên mức giới hạn của thỏa thuận nguyên tử đã ký vào năm 2015. Trong một dấu hiệu của tình trạng căng thẳng gia tăng, các quốc gia như Pháp, Đức và Anh Quốc là các bên tham gia thỏa thuận nói trên bày tỏ sự lo ngại về các bước leo thang mới của Tehran, với quyết tâm buộc các quốc gia phương Tây phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vốn đang tàn phá nền kinh tế của quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, chính phủ Iran chối bỏ tất cả mọi lời cáo buộc là họ đang có ý định phát triển vũ khí nguyên tử. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thay đổi nhân sự phụ trách vụ kiện kiểm kê dân số. Theo lời một giới chức cao cấp Bộ Tư pháp cho ABC News biết vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7, sẽ có các thay đổi nhân sự quan trọng trong nhóm luật sư có nhiệm vụ phối hợp các nỗ lực nhằm đưa câu hỏi về quốc tịch vào cuộc kiểm kê dân số năm 2020. Giới chức này nói rằng ông James Burnham, cựu luật sư của Tòa Bạch Ốc, hiện là Thứ trưởng Bộ Tư pháp, sẽ rời khỏi tòa án luật sư này. Hiện vẫn chưa rõ ai là người sẽ thay thế ông Burnham trong nhiệm vụ chỉ huy. Nhưng tòa án quân sự mới sẽ gồm các luật sư lâu năm của chính phủ và những luật sư được bổ nhiệm từ bên ngoài, đang làm việc trong lĩnh vực luật dân sự và lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra sau khi Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra đòi hỏi rằng phải có câu hỏi về quốc tịch trong cuộc kiểm kê dân số năm 2020, sau khi bị tối cao pháp viện ngăn cản trước đó. Vào thứ Sáu tuần qua, Tổng thống Trump nói với báo chí tại Tòa Bạch Ốc rằng ông đang nghĩ tới 4 hoặc là 5 cách giải quyết vấn đề này, gồm cả việc ban hành một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống để buộc có câu hỏi về quốc tịch. Cảnh sát di trú sẵn sàng trục xuất khoảng 1 triệu người ra khỏi nước Mỹ. Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Quốc tịch và Di trú Mỹ US Citizenship and Immigration Service, viết tắt là USCIS, hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 7 nói rằng giới hữu trách di trú đã sẵn sàng để tiến hành việc trục xuất khoảng 1 triệu người ra khỏi Hoa Kỳ. Lên tiếng trong chương trình của Fox News hôm Chủ nhật, quyền giám đốc USCIS, ông Ken Cuccinelli, nói rằng cơ quan cảnh sát di trú ICE hiện đã sẵn sàng thi hành lệnh trục xuất OA do Tổng thống Donald Trump đưa ra.
Ông Cuccinelli nói họ đã sẵn sàng thi hành nhiệm vụ của mình, đó là tìm kiếm và bắt giữ, rồi sau đó trục xuất khoảng 1 triệu người đã nhận được giấy thông báo sau cùng. Tổng thống Donald Trump trì hoãn kế hoạch ruồng bắt tại 10 thành phố mà ICE đã chuẩn bị tiến hành hồi cuối tháng qua. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng việc trục xuất sẽ diễn ra nếu phía Dân Chủ không thành công trong việc đưa ra các thay đổi trong chính sách di trú. Cũng trong vào ngày Chủ nhật, quyền Bộ trưởng Nội an ông Kevin McLennan nói trong chương trình This Week của ABC News rằng ông không đồng ý với các báo cáo về tình trạng thiếu vệ sinh, quá đông đảo, thiếu thực phẩm và nước uống tại một trạm biên phòng ở Texas. Tổng thống Trump hứa giúp California sau các vụ động đất. Thống đốc Gavin Newsom vào thứ Bảy ngày 6 tháng 7 nói rằng Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ việc sẵn sàng trợ giúp tiểu bang California phục hồi sau hai trận động đất lớn vừa qua. Ông Newsom nói ông tin chắc rằng Tổng thống sẽ sớm có biện pháp trợ giúp tức thời qua việc công bố tình trạng khẩn cấp ở California. Phát biểu với báo chí sau khi đi thị sát khu vực bị thiệt hại do động đất ở Greencrest, ông Newsom vào thứ Bảy nói ông và Tổng thống Trump đã thảo luận về những khó khăn mà California đã gặp phải, gồm cả hai trận cháy rừng lớn chỉ mới xảy ra 6 tháng trước đây. Vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ nói rằng chắc chắn là họ không đồng ý được về tất cả mọi vấn đề, nhưng có một lĩnh vực mà sẽ không có chính trị xen vào, nơi mà chúng tôi hợp tác rất tốt đẹp. Trận động đất đo được ở mức là 7.1 độ Richter xảy ra nơi cắt Greencrest chừng 11 dặm làm rung chuyển thành phố thuộc quận Kern County, cũng như là thị trấn Trona thuộc quận San Bernardino County cạnh đó. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỹ nghệ hôm nay giảm 100.83 điểm, nhưng lại ở mức 26.821.32 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay giảm 59.10 điểm, nhưng lại ở mức 8.103.52 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay giảm 12.11 điểm, nhưng lại ở mức 2.978.25 điểm. Phân lời công khố phiếu 10 năm là 2.03%, thấp hơn 0.01 điểm. Giá dầu thô ngày hôm nay là 57.45 đồng, đã giảm đi 0.36% trong một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.396.90 đồng cho một ounce, đã giảm đi 0.22 đồng cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 38.850.000 đồng một lượng, bán ra là 39.100.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 23.280 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ cũng như là chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam đời sống và giải trí.